Hello, hello, chào anh em nhé. Chào mừng anh em và các bác trở lại với cái channel mình ngày hôm nay. Lại là tích gọi tài xỉu đây anh em ơi. Chương mục câu chúc lại cho anh em tại cổng game TDC. Thiên đường trò chơi, nay thì vào vốn 133M anh em nhé. Vốn chốt lại to cho anh em luôn. Xoay vừa gõ vừa xoay vừa chốt lại anh em tí đây. Ok anh em. Này vào xỉu là hợp lý anh em ơi. Xỉu luôn anh em một cây. Đấy, cái to luôn, bàng xanh anh em nhé. Bàng đỏ xoay tí nào, bàng đỏ kịp không đây, bàng đỏ cái tài đi. Đó, nhảy cái tài một tay tí cho anh em. Hai tay hai cầu thế mà chốt lại triển khai đâu đúng không? Đấy, đỏ tài sân xỉu anh em ạ. Đấy, xem thử là với 4133M này thì anh em chốt được lại bao nhiêu anh em nhá. Cố gắng chốt lại trúng khuôn cho anh em tí này. Anh em nhớ là xem video của mình thấy hay đừng quên để lại cho mình mấy cái like, team, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ anh em nhá. Có cầu chốt lại liền tay anh em luôn rồi. Ok, đỏ ra trúng tài rồi. Sân xỉu nữa thì lượm cả hai tay này, sân xỉu lượm cả hai tay cho anh em luôn anh em nhá. Ok chưa anh em? Bằng sân xỉu nữa lượm quá đẹp luôn anh em. Cầu 211 như này không xỉu thì hơi phí đúng không? Đấy rồi, chuẩn tiếp hai tay anh em tiếp tục nào. Bàn đỏ soi anh em tí thì cái này đang về tài bệt anh em ạ. Đánh về tài tiếp cho anh em nhé. Tài tiếp một tay bàn đỏ ở đây. Rồi bàn xanh thì vừa ra xong cái xỉu à, đánh tiếp lại cái tài cho anh em theo cầu nhé anh em. Đánh tiếp cái tài bàn xanh cho anh em theo cầu đây một tay nữa này. Thì anh em có thể là xem hết những cái video clip trên kênh của mình để có thêm kiến thức, kinh nghiệm soi cầu chốt lãi này. Đấy. Gọi là căng cực anh em tí thôi. Xem hết những cái video clip của mình để có thêm những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức soi cầu ở cầu chuẩn này, giúp anh em tăng tỷ lệ chốt lãi cao thôi. Tại cổng game TDTC thiên đường trò chơi anh em nhá. Đấy, thế thôi, tôi đơn giản thế anh em ạ. Muốn tăng tỷ lệ chốt lãi thì phải xem video nhiều nhiều tí anh em nhá. Chia sẻ cho anh em mấy cái phương pháp và mẹo gõ cầu chuẩn anh em ạ. Rồi, bàn xanh cái tài, bàn đỏ cái tài luôn, hai tay tài mình mở bàn đỏ trước cho anh em nhá. Rồi, 52 ra 2 lại tiếp là cục tài 11 anh em ạ. Đấy, đơn giản thế thôi, cứ đều tay đều cầu như này thì chốt lại anh em ngay thôi. Ok chưa anh em? Ok chưa anh em? Đấy, chuẩn cầu thì cứ thế mà chốt lại thôi anh em ạ. Sân đỏ tím vàng cho anh em. Ôi ôi. Chuẩn tài hai tay luôn anh em nhá, thông cả hai tay anh em ạ. Rồi, tiếp tục bàn xanh xong rồi là bàn đỏ tiếp tục cái tài anh em ơi, đánh tay mãi nào gãy thì bỏ anh em nhá. Đấy, còn không gãy cứ đều tay chốt lại anh em ngay thôi. Đấy, đều tay đều cầu chốt lại cho anh em không hề khó anh em nhá. Anh em có thắc mắc là có vấn đề gì đấy thì anh em có thể comment vào phía dưới cái video này để mà tôi hỗ trợ cho anh em ngay. Rồi, bàn xanh thì vẫn là xỉu anh em nhé. Bàn xanh xỉu tiếp cho anh em tí. Vài tay cầu chuẩn để mà chốt lại anh em ngay thôi. Khó khăn gì đâu mà không chơi đúng không anh em. Mỗi ngày bỏ ra tầm 7 đến 8 phút anh em ngồi gõ cầu chốt lại này. Đấy, bỏ ra 7 8 phút ngồi chia sẻ gõ cầu chốt lại thì giúp anh em tăng tỷ lệ chốt lại rất là cao. Mỗi ngày kiếm 5, 10, 15, 20 mờ gì đấy tùy vào cái gọi là cái phương pháp gõ cầu của anh em ấy. Ông nào mà biết cách gõ cầu xôi cầu thì mong vào cầu gọi là tỷ lệ chốt lãi rất là cao nhá. Đấy, thế thôi. Bàn đỏ này, ok, vẫn tài tiếp thông 3 tay rồi. Bây giờ gõ 3 4 tay này, gõ 5 tay. 5 tay thông có 5 tay chưa gãy tay nào anh em nhá. Cứ gọi là vào cầu đều tay thôi. Thôi, mở bác xanh bằng xỉu có không anh em ạ? Bàn xanh có xỉu lại cái tiền cho anh em này. Ok. Chuẩn thông nói chung là anh em gõ đấy, chuẩn xỉu anh em ngay thôi. Ngay quả gọi là xỉu chín anh em ạ. Bàn xanh, bàn đỏ vẫn tài tiếp anh em ạ. Cầu khó nhỉ. Cầu khó này mà không chốt được lại cho anh em thì hơi buồn đấy. Vào đúng cái dây cầu đẹp thì mình cứ đều tay chốt lại thôi nhá. Tài tiếp cho anh em cây tài tiếp anh em đi. Hai tay tài anh em ạ. Đỏ xanh đều tài với nhau đôi. Đấy, cố gắng chốt lại trúng cuông tí anh em nhá. Ok chưa anh em. Có cầu chốt lại đều tay anh em. Xem anh em nhớ xem hết cái video này nhá. Xôi cầu gõ cầu trúng cuông anh em tí. Đấy, chúng tay thì cứ thế là chốt lại thôi anh em ơi. Mỗi ngày 8 phút như này kiếm 15-20M không khó anh em nhá. Hướng dẫn anh em bài cái mẹo soi cầu chuẩn tại cái video này của tôi luôn. Đấy, chốt lại không khó, biết cách thì cái gì nó cũng trở nên dễ dàng hết anh em ạ. Chuẩn cầu chốt lại với nhau. Chuẩn cầu chuẩn khuôn anh em thì cứ thế mình triển khai thôi anh em nhá. OCK cho anh em nào. Đấy. Có tài có tiền anh em nhé, mà không có tài thì gãy xỉu đôi. Chơi game thắng thua chỉ bình thường anh em ạ. Ôi gãy xỉu rồi, 4-1 ra 1 như này thì gãy cả hai tay cho anh em. Rồi, bàn đỏ thì vẫn tài tiếp anh em nhé, đánh nào là gãy tài thôi. Không gãy cứ đều tay mà chốt lại mong nhá. Đấy. Ok chưa anh em. Tiếp tục như thế mà mình triển khai anh em tí nào. Bàn xanh thì vẫn là xỉu anh em nhỉ. Bàn xanh xỉu được mấy tay rồi này. Đánh luôn bật xỉu cho anh em bàn xanh nhá. Cứ theo đều tay bật xỉu cho nên như này luôn. Đấy, cầu đang đẹp như gãy gọi là cái vài tay thôi. Cứ duy trì cái tỷ lệ cầu như này thì vấn đề chốt lại chỉ là vấn đề thời gian thôi anh em ạ. Ok chưa anh em? Đấy, gõ cầu căng đét như này
xem video của tôi đảm bảo anh em có vừa có động lực gõ cầu mà vừa có thêm nhiều cái phương pháp và mẹo và cầu chuẩn giúp anh em gõ cầu với tỷ lệ chốt lại nó cao hơn anh em ạ. Ok chưa anh em? Rồi đấy, đó là chúng tài xong rồi thì giờ còn trông chờ bàn xanh. Bàn xanh mà ra xíu nữa thì gọi là tuyệt vời luôn, cả hai tây hai cầu anh em ạ. Ok chưa anh em? Xanh mà ra xíu nữa tuyệt vời luôn cho anh em bà con bác tí này. Ôi. Đỏ tài xanh xíu nữa tuyệt vời luôn mà đỏ ra tài xanh lại gãy tài luôn là hơi khoai. Anh tây gãy tây anh em ạ. Có không? Anh tây gãy tây không? Ôi không có rồi, thông cả hai tây anh em nhá. Nãy giờ gõ cầu chuẩn thông luôn. Xác suất thắng cực kỳ cao cho anh em. Nếu mà áp dụng đúng cái mẹo tôi hướng dẫn anh em nhé, mẹo soi cầu thiếu phiên anh em ạ. Rồi bàn đỏ thì cây sẽ bể xỉu anh em nhé, bể xỉu cho anh em nhẹ một tây bàn đỏ này. Đấy cứ tới này thôi, cứ tới này thôi, đều tây như này thôi anh em. Hai video này sẽ chia sẻ anh em phương pháp soi cầu thiếu phiên và cả những cái khuôn cầu tỷ lệ xuất hiện cao mình sẽ chia sẻ trực tiếp cho này luôn cho anh em nhé. Hai bàn xanh xỉu luôn cả hai tây anh em nhé, xanh luôn cả hai tây cho anh em xỉu đi, cả xanh cả đỏ hai tây xỉu đẹp cho anh em như này, đều tây đều cầu chốt lại với nhau anh em ạ. Ơi đẹp đánh xấu bỏ thôi. Đều tay chốt lại không khó anh em nhé. Anh em nhớ là xem video mình thấy hay, đừng quên để lại cho mình mấy cái like, tim, share, subscribe, đăng ký kênh mạnh mẽ anh em nhé. Ok chưa anh em? Rồi. Đấy rồi, bàn đỏ đi lại tiếp tục chuẩn xỉu cho anh em tiếp anh em ạ. Chuẩn xỉu tiếp một tay. Bàn xanh xem được có xỉu không, xỉu tiếp đi lậm luôn cho anh em này. Hai tay cầu chuẩn cho anh em như thế này. Rồi ok không ạ? Ok không ạ? Đó xỉu rồi, xanh có xỉu không đây? Xỉu hai tay cho chuẩn đi anh em ơi. Xỉu hai tay chuẩn luôn anh em tí nào. Rồi ok anh em nhé. Xùi ơi 2-3-6 gãy tài mất anh em ạ. Rồi ok, làm cho anh em thêm một tay bằng đỏ đi anh em. Bằng đỏ tiếp một tay anh em. Xỉu này, cái này khả năng cao đánh xỉu luôn anh em. Bằng đỏ một tay nữa anh em nhé. Một tay bằng đỏ xỉu tiếp cho anh em một tay nữa anh em ạ. Làm nhẹ thêm tay, một là chốt luôn lại to cho anh em đi. Anh em xem nhé, 133M bây giờ lên 180M rồi. Bèo bèo mà dư được 50M rồi anh em ạ. 50-47M chứ 47M là chuẩn luôn đấy. Đấy đón chờ xem nào, vỏ gõ câu chủ khu anh em, chủ xỉu là chốt lại luôn cho anh em lại to anh em nhé. Đấy. Đấy anh em nhớ là video của mình chia sẻ cho anh em phương pháp và mẹo vào cầu chuẩn chốt lại cực kỳ căng tại cổng game TDTC tiếng đường trò chơi. Và nếu như mà anh em xem video thấy hay, like, team, subscribe, đăng ký kênh nhé. Rồi lại bú xỉu rồi, gõ câu chuẩn thông 133M lên 185M dương 52M cho anh em lại siêu to luôn. Đấy, chốt lại thành công rồi chắc rút tiền cái rút video. Đấy, hẹn gặp anh em vào những cái video ngày hôm sau. Bye anh em nhé.